Một chiếc khách sạn có view mê quên lối về ở ngay thị trấn Sapa, nằm tại đường 46 Phan Xê Băng. Chỉ mất chưa đến 3 phút đã đến trung tâm rồi. Khách sạn mình nói đến có tên là Cát Cát Gallery Triad. Khách sạn này thoạt nhìn từ ngoài đến sảnh lễ tân cứ ngỡ rất là nhỏ. Oh wow, nhưng mà không nhá. Và bên trong mới thấy trời ơi, rộng lắm luôn, từ khuôn viên đến phòng ốc nhà hàng, rộng dã man ấy. Khách sạn này được xây theo kiểu ý tưởng phòng tranh ấy, tái hiện lại quá trình phát triển Sapa nên nhìn rất là đặc sắc luôn. Đa số tranh ở đây đều là tranh sơn dầu, vẽ về đời sống người dân nơi này, nhìn rất là gần gũi. Phòng rộng mà thoáng, tiện nghi thì đầy đủ từ A đến tận Z, có lò sưởi, bữa tối đốt lò sưởi lên và sưởi ấm. Ngắm nhìn Sapa thì bao lãng mạn, gam màu được trang trí trong phòng vừa sang trọng vừa ấm áp. View thì cứ hướng thẳng ngời ngời ra thung lũng Cát Cát và cả dãy Hòn Ly Sơn, thích sao mà thích. Ở đây ngắm được cả bình minh lẫn hoàng hôn, với còn được săn mây săn nắng thì cũng đẹp tắt. Đúng kiểu khách sạn phòng tranh nên phòng nào cũng được trang trí một bức tranh trong phòng, nhìn xinh cực. Nói chung là ai vừa muốn xem tranh thì muốn ngắm cảnh đẹp thì cứ ghé đến khách sạn Cát Cát Gallery Riad này nhé.